shop hàng Nhật nội địa xin kính chào tất cả các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2020. Em có về được một cái chiếc máy lọc không khí Daikin. Con này có mã là MCK 70, như là 70, con này MCK 70P các bác nhé. Một con phiên bản VIP, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2014 ạ. Phiên bản MCK 70P sản xuất năm 2014. Tình trạng máy thì đẹp như mới. Đẹp như mới các bác nhé. Phiên bản VIP đẹp như mới luôn. Máy về chỉ có lau chùi qua thôi, đã như mới rồi. Phiên bản này các anh để ý nhá, ở cái các cái phiên bản này, cái đồng hồ này, phiên bản này đồng hồ nó là khác so với các cái đồng hồ phiên bản cũ. Đây để em xem có con nào quay cho các bác xem. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất đời 2014. Xem này. Đây cho các bác xem cái phiên bản đấy nó khác nhé. À đây, đây rồi. Đây các bác nhìn cái bảng điều khiển này là nó liền một mạch luôn này. Đấy, con này phiên bản là nó thay đổi. Coi nhìn chưa, chia làm hai khoang. Đấy, phiên bản cao cấp và phiên bản cuối cùng của model này. Tình trạng máy đẹp như mới luôn. Đấy, các bạn nào yêu thích sự hoàn hảo, yêu thích sự mới mẻ thì con này các bác không có một câu nào để chê. Đời 2014 các bác nha, trắng đẹp mới tinh hoàn hảo luôn. Dành cho các bác khách hàng kỹ tinh nhất. Đấy. Cũng sử dụng hai công nghệ, nói chung là về công nghệ thì nó cũng như những con kia thôi. Nhưng mà con này thì nó cái là nó như mới tinh các bạn ạ. Như mới tinh nhé, này các bạn nhìn này. Như mới tinh luôn, gần như chưa dùng. Con này chắc ở Nhật họ mua về để trưng bày làm cảnh thôi, chứ còn chắc là không dùng các bạn ạ. Này các bạn nhìn nhé. Mới tinh vẫn màng zin. Màng zin đi theo máy vẫn dùng rất ok luôn. Này, đây là hai cái thanh cột lọc tĩnh điện. Thanh cột lọc tĩnh điện sau đó vào màng HEPA. Đấy. Màng zin dùng vẫn rất tốt các bác nhá. Còn bác nào thích mới thì vẫn cứ cho mới ạ. Thay bằng màng mới, còn bác nào thích zin thì để nguyên. Đẹp hoàn hảo các bác ạ. Này, từ lưng nhất nhá, đẹp không tì vết luôn. Nói chung là em đánh giá con này nó như mới. Tay em mát này, chả đánh bóng gì cả các bạn, chỉ lau chùi này. Đẹp long lanh MCK70P. Phiên bản sản xuất năm 2014, phiên bản cuối cùng luôn. Đấy. Các bác nhìn qua clip và các bác đã biết là nó đẹp rồi. Mới tinh. Từ các cái màu này, bảng này nó trắng này. Đấy, các bác nhìn nhiều con thì nó hơi bị vàng đi một chút. Đấy, nhưng một con này đây vẫn trắng tinh nguyên bản đi theo màu máy. Nói chung là không có gì phải chê, không có gì phải ăn. Nhưng con giá này thì hơi chát các bác nhá, giá 4.8 triệu. Giá thì hơi chát một chút. Đấy, hàng đẹp thì bắt buộc phải giá cao thôi. Em nhập về giá nó cũng cao, trên bắt buộc cũng phải bán cao. Đấy. Đẹp long lanh, mới 98-99% luôn đấy ạ. Đấy, các bác nào mà lấy con này thì các bác liên hệ nha. Có mỗi một con duy nhất này đẹp này thôi ạ, còn không có con nào đẹp nữa đâu ạ. Con duy nhất đẹp như mới các bác nhá. Bình nước này các bác này, trắng tinh tình tình luôn. Nói chung là một con máy gần như chưa sử dụng. Gần như là chưa sử dụng ạ. Đấy. Giá 4.8 triệu em tặng các bác đổi nguồn. Các bác thích đấu bên trong thì em đấu, các bác thích để ngoài thì em để. Đấy. Giá 4.8 triệu chưa có phí vận chuyển các bác nhá. Bác nào chốt con này thì các bác liên hệ. Em đánh số này cho các bác. Con này em cứ để đại khái nó là cái số 9 đi. Đây. Số 9 các bác nhá. Bắt đầu lấy thì các bác alo cho em số. Nói chung là dành cho các bác khách hàng kỹ tinh nhất. Xin chào tất cả các bác nha. Em ship hàng toàn quốc. Các bác ở xa mua thì vui lòng đặt cọc trước 500.000 nhận hàng. Các bác kiểm tra, các bác thanh toán luôn. Em ở số nhà 192, tổ 12, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bảo hành 6 tháng. Máy đẹp như mới tinh. Xin chào tất cả các bác.